Mọi người ơi, hôm nay mình làm một cái món ăn, đó là món bánh chiên con tép, chiên giòn như mọi người. Cái món bánh này trông rất là ngon và nhìn rất là thơm và hấp dẫn lắm mọi người. Mọi người muốn biết mình làm cái món bánh con tép chiên giòn này như thế nào thì mọi người hãy vào một cái video khác để xem chi tiết hơn nha mọi người. Nhìn trông rất là hấp dẫn, ăn rất là ngon nha mọi người. Rồi bây giờ mọi người hãy cùng mình để vào bếp. Hai kênh vlog Mi Nấm xin chào mọi người. Hôm nay mình làm một cái món ăn vặt, đó là món bánh chiên con ruốc nha mọi người. Thì cái món bánh chiên con ruốc này mình có chuẩn bị nguyên liệu như thế nào mình nói sơ qua cho mọi người cùng biết ha. Thì mình có chuẩn bị con ruốc này mọi người, và cái chiên con ruốc này thì nó có là ướp sú và hành lá, bột bánh xèo và bột chiên giòn mọi người. Đây là một cái bịch nước sốt ớt để mình trang trí cho cái bánh ngon hơn và đẹp hơn. Rồi mọi người hãy cùng mình vào bếp để làm ngay cái món bánh con ruốc chiên này nha mọi người. Cái món ăn vặt trông rất là ngon và đơn giản, dễ làm mọi người à. Thì bây giờ mình ta bắt tay vào để mình làm cái món con ruốc chiên này nha. Mình đem bắp sú đi cắt và mình cắt hành, mình đi pha bột để trộn con ruốc vào làm cái bánh con ruốc nha. Mình cắt bắp sú nhỏ nhỏ ra nha mọi người. Mình cắt cho hết cái cục bắp sú này nha mọi người nha. Tại vì mình sẵn tiền trong cái đĩa này mình cắt luôn, mình không có dùng thớt mọi người à. Rồi mình đã cắt xong rồi, bây giờ mình đem cái này cắt cho hết rồi đi rửa. Nhưng mà mình đem hành lá để đi cắt nhỏ nha mọi người. Mình dùng cái kéo mình cắt cho nó nhanh mọi người à. Mình hay cắt hành lá bằng cái kéo đó mọi người. Rồi bây giờ mình cắt hết cái hành lá này nha. Rồi sau đó mình đi trộn bột nha mọi người. Sau khi mình cắt hành xong rồi và mình cắt bắp sú cũng xong rồi, mình cắt chuẩn bị con ruốc luôn. Và bây giờ mình đem đi pha bột trộn con ruốc hành với bắp sú vào cho mọi người. Mình có chuẩn bị một cái tô, bây giờ mình đi pha bột nha mọi người. Mình cắt cái bột chiên giòn, sau đó mình cắt xong rồi bây giờ mình đổ bột chiên giòn đây nha mọi người. Mình sẽ chia ra hai loại bột, bột chiên giòn và bột bánh xèo. Mình sẽ đổ ra hai loại bánh nha mọi người. Rồi bây giờ mình để qua một bên cái bột này, mình cho bột bánh xèo ra tô nha mọi người. Mình có chuẩn bị bột bánh xèo, bây giờ mình cho một ít bột bánh xèo ra tô nha mọi người. Mình chia làm hai để làm cái bánh hai màu. Cái bánh xèo này thì nó màu vàng này mọi người. Bây giờ mình cho nước vào để mình trộn cái bột. Mình cho một ít nước vào, mình cho vừa vừa thôi mọi người, đừng có cho lỏng quá nha mọi người nha. Bột này mình làm sệt sệt thôi mọi người. Rồi mình đã cho hai loại bột, bây giờ mình quậy đều lên cho cái bột nó tan ra. Mình chăm thêm nước cho mọi người, mình đổ mà mình cảm thấy nó chưa có được thì mình cho thêm nước, cứ từ từ mình cho vào là nó được nha mọi người nha. Chứ mình cho luôn một lần thì nhiều khi nó lỏng mất, mình không có làm được. Rồi mình cho thêm một ít nữa này mọi người. Bây giờ mình quậy tan cái bột này ra nha mọi người. Rồi bây giờ mình quậy xong cái bột này mình để qua một bên, mình tiếp tục quậy cái bột bánh xèo nha mọi người. Mình tiếp tục quậy bột bánh xèo nha mọi người. Mình quậy mình cảm thấy bột chưa được, mình cho thêm một miếng nước nữa nha mọi người. Mình đừng có cho một lần, nó sẽ bị nhão. Mình để từ từ, mình cho nó vào từ từ rồi xong á, mình quậy nó tan ra đi. Rồi mình thấy chưa được thì mình cho thêm nước nha mọi người. Vậy là cái bột của mình như vậy định cũng đã được rồi mọi người. Nếu như mình này mình muốn cho nó lỏng một chút thì mình cho thêm một chút nữa là được nha mọi người nha. Mình nghĩ bột của mình sạch sệt như vậy là được rồi mọi người, đừng lỏng quá mà cũng đừng đặc quá nha mọi người nha.
Rồi xong, mình đã xong hai cái loại bột này. Cái này rồi mình cũng phải cho thêm một miếng nước nữa đi. Cái này nó hơi đặc nè, mình cho một miếng nước nữa được nha mọi người. Rồi sau đó thì mình cho con ruốc vào nha mọi người. Mình cho một nửa con ruốc vào đây và một nửa con ruốc vào đây. Mình chia ra hai bánh, nó có hai màu. Bột bánh xèo thì nó vàng nha mọi người. Rồi bây giờ mình trộn đều lên nha mọi người. Mình cho vào đây một ít búp xú. Và mình cho một ít hành lá nha mọi người. Rồi vậy là mình đã có một cái tô bột con tép trông rất là ngon. Bây giờ mình trộn đều lên để mình đi chiên nha mọi người. Mình trộn luôn cái bột con tép của bánh xèo. Rồi mình đã xong, giờ mình cho qua một bên. Mình tiếp tục trộn cái con ruốc bánh xèo, bột bánh xèo mọi người. Bây giờ mình cho luôn cái búp xú vào nha mọi người. Mình sẵn tiện mình dùng tay luôn mọi người ạ. Mình cho một ít hành lá vào luôn nha mọi người. Rồi vậy là mình trộn đều lên luôn nha mọi người. Nhìn bánh chiên bột con ruốc giòn này trông rất là ngon, ăn rất là ngon lắm mọi người. Cái bánh này để dùng ăn vặt rất ngon lắm mọi người. Mình ăn kèm với tương, chấm tương ớt rồi ngon lắm mọi người. Rồi vậy là mình đã có hai cái tô bột đã xong. Bột đây là bột bánh xèo nó có màu vàng. Bột này là bột chiên giòn, nó có màu trắng, trông rất là ngon. Đã xong hai cái bột bánh con ruốc này, bây giờ mình vào bếp để chiên hai cái bánh này nha mọi người. Bánh này mình đổ cái chảo nhỏ này nha mọi người. Cái chảo mình cái tiên trông rất là dễ thương luôn. Rồi bây giờ mình cho lên lò, chảo nhỏ nhỏ xinh xinh rất là dễ thương. Mình bấm lò để cho cái chảo hình trái tim của mình nó nóng lên rồi mình mới cho dầu ăn vào. Sau khi cái chảo của mình đã nóng, mình cho một ít dầu vào nha mọi người. Mình chén cái chảo ra nha mọi người. Rồi bây giờ mình đổ bột vào nha mọi người. Mình đổ cái bột này trước nha mọi người. Rồi bây giờ mình đổ nha. Mình đổ mỏng mỏng nha mọi người, đừng có để dày quá nó sẽ không bị giòn cái bánh. Mình đổ mỏng mỏng cho cái bánh ngon mọi người nha. Mình chén ra để cho nó đều cái chảo. Wow, nhìn thơm quá mọi người, ngon quá mọi người ơi. Rồi bây giờ mình để cho cái bánh nó vàng nó chín tới nha. Nhìn cái bánh của mình nó ngon quá mọi người, giờ nó đang vàng tới này. Bây giờ mình chở qua nha mọi người. Mình vừa quay thì chở phóng quá mọi người ơi. Người ơi, mình phải dựng máy lên mình mới chở được bánh mọi người à. Đây này mọi người, mình chở bánh qua trông rất là ngon, ngọt vàng, rất là ngon luôn mọi người. Rồi bây giờ mình để xuống để cho cái bánh của mình chín nha mọi người. Trời ơi, cái bột nó giòn quá mọi người ơi, nhìn nó ngon quá. Mình chở bằng đũa nó dễ hơn, mình dùng cái này á nó hơi bị khó mọi người. Người ơi, bánh của mình đã vàng rồi. Rồi bây giờ mình cho bánh ra cái đĩa. Mình tiếp tục đổ cho hết cái bánh này nha mọi người. Mình cho một miếng dầu ăn vào. Rồi sau đó thì mình múc bột, cái bánh bột bánh xèo này vào, mình đổ vào nha mọi người nha. Mình đổ mỏng mỏng cho nó ngon mọi người à, dày quá nó không ngon mọi người. Rồi như vậy là được nha. Bây giờ mình cho lên lò mọi người. Rồi bây giờ để cho bánh chín. Mọi người ơi, mình mua cái bịch này để một chút nữa mình ăn kèm với bánh chiên con tép nha mọi người. Cái này là tương ớt nè. Sẽ cắt cái này làm đôi nha mọi người nha. Mình sẽ cắt cái này làm đôi, một chút nữa mình sẽ mình sợ nó rất là phạm mọi người à. Rồi, mình đã cắt thành đôi ra hai bịch. Một lát nữa mình rưới lên đó mọi người. Mình rưới gì nè mọi người nè.
nó làm rất là tiện luôn, có sẵn luôn mọi người, ở trong siêu thị mọi người. Hai bọc này có mười mấy ngàn à mọi người, trông rất là ngon luôn. Thay vì mình ở nhà mình cũng có cái tương ớt thì mình xịt cái chai đó nó không có đẹp bằng cái này. Cái này nó có cái này á, mình cắt ra mình xịt nó rất là nhỏ và cái đường chỉ nó rất là đẹp. Sau khi bánh đã vàng, bây giờ mình chờ cái bánh mì gai nha mọi người. Là mình đập xuống gì này mọi người. Wow, cái bánh trông rất là ngon. Mình đổ bột bánh xèo á, cái bánh nó vàng nó rất là ngon mọi người. Mà trông nó giòn hơn là cái bột giòn luôn mọi người. Này, rồi bây giờ mình cho xuống lò để cho cái bánh nó chín nha mọi người. Bánh của mình đã vàng và đã chín rồi. Bây giờ mình cho cái bánh này ra đĩa. Mình ập cái bánh nha mọi người. Mình ập cái bánh ra. Mọi người ơi, cái bánh mình đổ bằng bột bánh xèo á, cái trông rất là giòn và cái màu vàng rất là ngon và đẹp nữa mọi người. Nhìn hấp dẫn hơn là cái bột giòn. Rồi bây giờ mình tiếp tục đổ cho hết cái bột này nha mọi người. Bây giờ mình cho một ít dầu ăn vào nữa. Mình cho cái bột bánh vào nha mọi người. Đổ vào cho xèo xèo. Nhìn hấp dẫn mọi người. Sau khi bánh đã vàng và chín, mình cho bánh ra đĩa nha mọi người. Trông rất là ngon luôn mọi người. Mình đã có 3 cái bánh. Mình tiếp tục đổ cho hết những cái bánh còn lại nha mọi người. Sau khi bánh đã vàng, bây giờ mình cho tiếp tục ra đĩa nha mọi người. Bánh trông rất là thơm luôn mọi người. Lại tiếp tục, bánh đã chín cho ra đĩa. Rồi mọi người ơi, sau khi bánh của mình đã đổ xong rồi mọi người, trông rất là ngon. Bánh mình đổ bánh con tép trông rất là thơm luôn mọi người. Mình quay cho mọi người xem cái bánh của mình này mọi người. Bột bánh xèo nó vàng nó đẹp đó mọi người. Còn bột giòn thì nó màu trắng. Nhìn trông rất là hấp dẫn và ngon quá mọi người ơi. Vậy là mình đã xong một cái đĩa bánh rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng ăn cái món bánh này. Bây giờ mình đem cái bị tương này để bị tương và bị kem kem tương này mọi người để mình trang trí cho mọi người nha. Rồi bây giờ để mình dựng máy lên rồi mình lấy bánh trang trí vào rồi mời mọi người cùng ăn với mình nha. Bây giờ mình rắc tương lên nha mọi người nha. Mình rắc lên để mình trang trí rồi mình mời mọi người cùng ăn. Bây giờ mình cắt cái đầu của cái bịch này ra nha mọi người. Rồi bây giờ mình cắt tiếp một bì đi nữa mọi người. Rồi, vậy là mình đã cắt xong rồi. Bây giờ mình sẽ nặn cái tương này ra. Mình trang trí nha mọi người nha. Nhìn trông rất là hấp dẫn và ngon mọi người. Wow, nhìn ngon và đẹp quá mọi người. Mình tiếp tục cho cái vị màu trắng này lên nha mọi người nha. Wow, cái vị màu trắng này mình cắt nó chưa đẹp mọi người à. Giờ mình cắt thêm một chút nữa. Rồi bây giờ mình bóp mình nặn nó ra nha mọi người. Mình mua cái bịch này về mình trang trí, mình rắc lên nó ngon lắm mọi người. Mà cái đường chỉ của nó mịn nữa ngon lắm mọi người. Nó làm cho mình tiện ghê luôn á mọi người. Mọi người mua ở siêu thị hoặc là Bách Hóa Xanh cũng có nha mọi người nha. Rồi vậy là cái bánh của mình đã xong rồi. Rồi sau khi mình đã rắc cái tương ớt và tương kem lên thì trông rất là ngon và nhìn cái đĩa bánh của mình trông rất là hấp dẫn. Mọi người nhìn có hấp dẫn không mọi người? Mình đổ cái hình trái tim trông rất là đẹp luôn, giống như một cái bông hoa vậy mọi người, giống như cái hoa bông hoa mặt trời vậy mọi người. Mọi người thấy giống hoa bông hoa hướng dương không mọi người? Y chang bông hoa hướng dương luôn á mọi người, nhìn rất là đẹp luôn nha. Rồi bây giờ chắc là mình mời mọi người cùng ăn thử cái món bánh này nha mọi người nha. Nhìn trông rất là đẹp và hấp dẫn quá mọi người ơi. Bánh con tép chiên giòn ở trong rất là ngon. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng ăn thử cái bánh này nha. Mình không đợi mọi người đợi lâu nữa. Bây giờ mọi người cùng ăn với mình nha. Mình sẽ lấy một cái miếng bánh.
để mời mọi người nhìn trong cái miếng bánh của mình trông rất là ngon và hấp dẫn với mọi người ơi. Nó có hình dạng hình trái tim trông rất là đẹp mắt của mọi người. Không hẳn là đẹp mắt nha mà còn ngon nữa mọi người à. Mình trang trí cái tương ớt và tương kem lên trông rất là ngon. Cái vị tương kem á mọi người trông rất là ngon và béo mọi người à. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng ăn với mình nha. Nó ngon lắm mọi người. Nó thơm mùi tép nè, nó thơm mùi bột. Bột này là mình đổ bột bánh xèo này mọi người, và nó kèm theo cái tương ớt với tương kem, ăn nó ngon gì đâu mọi người. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng ăn với mình một miếng nữa nha. Ngon thiệt đó mọi người, ngon thiệt luôn đó mọi người. Nếu như xem cái video này mình làm cái món bánh này mọi người thấy thích thì mọi người hãy làm ngay cái món bánh này ăn nha mọi người. Mọi người làm ăn thử nó biết cái vị nó ngon hay dở nha. Nếu mình không có nói theo như mình á thì mình làm mình cảm nhận mình thấy nó ngon mọi người à, nó ngon. Còn không biết mọi người có hợp khẩu vị không. Rồi mọi người ơi, thì cái video của mình quay tới đây thì cũng đã xong rồi. Thì món ăn mình đã chia sẻ và làm cũng xong cái video rồi. Mọi người xem cái video của mình, mọi người ủng hộ cho cái video của mình. Mọi người cho mình một nút đăng ký, like, share, subscribe. Và để có cái video mới tiếp theo xem cho mọi người. Nhìn cái bánh của mình trông rất là hấp dẫn. Mình đã lấy hết một miếng ăn, nó mất đi một miếng. Trong cái đĩa bánh của mình mất đẹp rồi mọi người. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều.